chút xíu. Sau đó thì chúng ta sẽ 6:30. Chú chỉ cần bước lên bước thôi là thấy các điện quyền luôn, mà thấy khác hẳn luôn á. Đèo Hải Vân hai bên chỗ nó kêu đỉnh nè, cổng trời, cổng trời, à, cổng trời. Dạ nó hay lên tới đó, lên tới đó bắt đầu khác hẳn luôn.